xin lỗi nha, chúng tôi không có mẫu cũ này, anh thử hỏi tiệm khác đi. Ok, chúc ngày tốt lành. Xong chủ. Sao đây anh Cơ, là thích máy nào nữa vậy? Qua nói chuyện chút nha. Có chuyện gì đây? Nào nói thật nha, máy này khứa tôi bao nhiêu hả? Này này này, này anh Cơ à, quen biết lâu rồi, lý là tôi khứa cổ anh chứ. Nhưng mà cái máy này không bán cho anh được đâu. À, tại vì có người khác họ đã mua rồi. Mua rồi sao còn để đây? Người ta sẽ quay lại lấy mà đại ca. Ông chủ à, người nào biết nhìn hàng thấy là mua tức thì rồi, nhường cho tôi đi. Không được đâu, không được thiệt mà. Nè, mai mốt á, tôi đã dành cho anh. Hả? Qua đây đi. Thôi được rồi. Nè, cho anh biết nha. Sao hả? Máy này á, vài bữa nữa tôi sẽ nhập về đó. Có đẹp không? Đẹp lắm. Nhưng mà nhìn thấy không được tỉ mỉ lắm. Dạ hôm nữa tôi lên coi hàng nha. Được okay. Rồi. Mẫu người như Trần Khải Cơ, một người thích chơi máy ảnh ở Hồng Kông thực sự rất nhiều. Anh thực sự rất yêu thích những máy ảnh đời cũ xưa. Anh đã đam mê vào thế giới của máy ảnh rất lâu rồi. Cặp mắt của anh đã giống như ống kính của máy ảnh, dần dần không còn phân biệt được cái nào là ảo tưởng, cái nào là hiện thực. Cho nên rất nhiều chuyện ly kỳ, quái lạ đã liên tục xảy ra trong cuộc sống của anh ta. Ok, tốt lắm, thay đồ đi. Cảm ơn nha. Anh đây à, có phải còn vài bộ trang phục hay không? À, phải còn vài bộ. Nếu mà như vậy có thể đổi chỗ chụp luôn mấy bộ đó nha. Được mà. Được rồi anh em, đổi chỗ khác chụp đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh Cơ à, chỗ kế tiếp là ở đâu vậy? Ở trên đó có một chỗ khá đẹp, chụp lên sẽ rất đẹp đó. Ok. Ở bên kia cũng có người chụp hình kìa. Có phải bạn bè của anh hay không? Chuẩn bị xong chưa? Chụp nha. Đứng tự nhiên một chút. À phải rồi. Được, được. Làm thêm một kiểu khác nha. Cười lên, cười lên. Ok. Được, đừng cười nhiều quá. Ok, được. Kiểu này đừng có hất tóc lên nha. Ờ, à, phải rồi. Được, được, được. Ok, thay đồ được rồi. Ok, cảm ơn nhiều, thay bộ khác đi ha. Cảm ơn. Không có gì, rất tốt.
Ok, vậy là tốt rồi. Nghỉ đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Anh Lê à, lên xe trước đi. Tôi muốn ngắm cảnh ở đây một chút. Nè, mau lên thôi. Lượm được cái máy tốt như vậy. Rõ lắm chứ. Ê, đẹp. Nói sao mà không có nhãn hiệu vậy? Lại không nói là hàng của nước nào. Đi diễn xong về tới nhà còn phải đứng kiểu này nữa hả? Vừa rồi biểu diễn tốt lắm sao? Phải đó. Không nói chuyện này nữa. Không biết là em có hiểu không? Anh đói bụng rồi. Em đã có mua sẵn đồ ăn rồi nè. Bây giờ làm cho anh ăn nha. Vậy à? Có chuyện gì chứ? Bữa làm không ngon hả? Mỡ quá hả? Có chuyện gì vậy? Mỡ nè. Anh nói là không ăn mà. Mỡ nè, đó em ăn đi. Ăn đi mà. Trời anh nè. Không ăn đâu. Nè em ăn đi. Ăn đi. Em là con gái chưa có sợ mập, anh sợ mập hả? Anh biết không, hôm trước có một công ty nói là thân hình em không đúng tiêu chuẩn, không cho em đóng quảng cáo để mặc áo tắm. Thật sao? Gì đó. Coi em có đủ tiêu chuẩn hay không, coi là bớt đi mấy phân hay là tăng mấy phân rồi. Anh này, làm ơn đàng hoàng đi. Nè, giờ rồi anh kiểm tra lại rồi, thì ra em đã dư ra mấy phân nữa nha. Anh chết đi nha. Chỉ biết nói người ta sao không coi lại mình kìa. Cái bụng lớn hơn cái thùng phi nữa. Giảm bớt đi. Cái bụng lớn hơn cái thùng phi mới là có phước đó. Nè, tuần sau em sẽ đi La Mã để đóng quảng cáo đó. Đi La Mã quay quảng cáo. Vậy là một thời gian dài không gặp em. Phải rồi. Như vậy phải đặt cọc trước nha. Trả lời tôi, trả lời tôi, trả lời tôi mà, của tôi mà. Ê, nè. Anh cứ khuya như vậy anh đứng đây làm gì vậy? Đã khuya rồi em còn vào đây như vậy làm cho anh hết hồn đó. Em mới là bị hết hồn nè, thức dậy thiếu mất tiêu à. Anh cầm cái gì đi? Nè, hình của người ta thôi, đi ngủ đi, làm xong anh sẽ vô liền. Mau lên nha. Ngoan đi.
Chào ông chủ. Ý anh Cơ. Nè, anh tới đúng lúc đó. Nè, vừa rồi có người khách gửi bán một cái máy rất là cũ, tôi cố tình chừa lại để dành cho anh. Tôi có chuyện này muốn nhờ ông đó. Chuyện gì? Kiểm tra cái máy này giùm tôi. Cái máy này đó hả? Phải đó. Ông có bán loại máy này hay không? Tôi đã coi hết trong sách rồi, cũng không biết là loại gì nữa. Vậy sao? Để coi thử coi. Không có đóng dấu, cũng không có nhãn hiệu gì hết. Tại sao lại có loại máy này chứ? Ê, chuyện này tôi thấy thiệt là lạ đời đó nha. Để tôi coi lại cái đã. Cảm ơn nha. Kiểu này hả? Sao không có vậy? Hình dạng giống như là của Tây Đức đó, nhưng mà lại không hề có đăng ký. Cái kiểu này cũng hơi lạ đó. Nè, anh kiếm ở đâu ra vậy? Của bạn bè thôi. Vậy đơn giản thôi, đem về hỏi người bạn thì biết rồi chứ gì. Nếu như biết thì cần gì hỏi ông. Tôi thì không nhìn ra, nhưng mà coi bộ máy này là máy ảnh rất là tốt đó, đáng giá lắm. Nè, hỏi coi người bạn của anh có chịu bán hay không vậy? Không cần đâu, bạn của tôi đang bị sốt đó. Nè, còn cái máy kia đi đã. Tôi để mai mốt đi ha, cảm ơn nhiều. Đây là một vực thẳm ở dưới công viên ngoại ô. Theo báo cáo pháp y, hai người tử vong khoảng chừng 25 và 26 tuổi. Người phát hiện nạn nhân là một người tới tập thể dục vào buổi sáng hàng ngày. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, thì nguyên nhân cái chết của họ rất là khả nghi. Alo, anh làm cái gì vậy? Khi không điện thoại tới làm hết hồn. Tại sao la người ta, em làm cái gì sai chứ? Bây giờ em về chưa? Tối nay em không có về. Sáng mai đi máy bay chuyến đầu đi. Bây giờ vẫn chưa có sửa soạn nữa nè. Phải, ngày mai em phải đi La Mã mà. Phải rồi. Em đã nói cả trăm lần rồi mà anh không nhớ nữa. Dạo này bận rộn quá mà. Chỉ tại anh không thèm nhớ thôi. Nè, ngoan ngoãn ở nhà chờ em nha. 3 tháng sau em sẽ về. Vậy đi chơi vui vẻ. Còn cái gì nữa? Tạm biệt. Tạm biệt.
Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng đừng, mời người ta cứu bạn, cứu bạn, mời người ta cứu bạn, mời người ta, đừng mà. Alo. Alo, em đánh thức anh hả? Thì ra là em. Em ở đâu vậy? Bây giờ em đang ở La Mã. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy chứ? Bộ bên cạnh anh có người phụ nữ khác sao? Cô Hai à, bây giờ đã 2 giờ khuya rồi, ai bị đánh thức cũng hoảng hồn mà. À, xin lỗi nha, em quên là hai bên khác nhau. Bây giờ bên La Mã chỉ mới có 7 giờ tối thôi. Có bị mấy tên Tây bên đó sờ mông hay không? Bên muốn em bị người ta sàm sỡ hả? Mong là em cẩn thận một chút thôi. Nè, tuần sau là sinh nhật anh muốn em mua cái gì cho anh không? Tùy em vậy. Sao nói chuyện gì mà kỳ quá vậy? Không phải mà, anh không muốn gì hết đó. Anh chỉ muốn là em trở về sớm hơn thôi. Thôi được rồi, em quyết định cho anh nha. Bây giờ em ra ngoài để mua sắm ha. Tạm biệt. Bye bye. Vừa rồi ai chạy ngang qua vậy? Một có người chạy ngang hay sao? Đâu có, đâu có ai đâu. Dạ, yeah, đâu có ai chạy ngang qua đâu. Có phải bị qua mắt hay không vậy? Đâu có ai chạy ngang đâu. À, tiếp tục. Ok.
gương mặt của cô phải ngước lên một chút nữa nha. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, động tác hay như vậy, hay lắm, hay lắm. Cái đầu của cô ngước lên một chút nữa. Cái động tác như vậy được rồi, hay lắm, hay lắm. Ok. Đạo giảng cũng được lắm đó. Đệ cơ, sao vậy? Cơ. Hôm nay cảm thấy không khỏe, nghỉ đi. Đệ cơ. Cơ. Hả, là bị cái gì nữa vậy? Thôi chúng ta nghỉ đi. Có phải là cùng một người hay không vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại ăn mặc vậy chứ? Không, vừa rồi em biểu diễn xong mà. Sao anh quảng hốt vậy chứ? Còn anh kìa, sao mà bày tùm lum hết à? Bộ triển lãm hả? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Làm cái sao gì lại vậy? Như vậy chứ? Sao lại như vậy? Nè, đừng làm cho em sợ mà. Anh làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bộ anh không được khỏe hả?
anh có thể cho em biết đã xảy ra chuyện gì? Em mới bỏ đi có mấy ngày thôi mà, mà con người của anh nó giống như là thay đổi hết. Không có gì. Anh còn nói là không có gì, vừa rồi sau khi coi tấm hình xong thì khuôn mặt của anh đã biến sắc. Anh nói là không có gì mà em đi ngủ trước đi. Tại sao anh không chịu nói ra cho em biết chuyện gì đi? Nói ra em có thể giúp được cho anh mà. Em giúp anh không được đâu. Ra ngoài đi dạo một chút. Bác Tài à, đi vòng vòng hóng gió được rồi. Nè, anh nói là bạn của anh thích nó lắm mà. Bạn của tôi nói là muốn đem gửi bán. Thật là nên làm như vậy từ đầu rồi. Nè, bạn của tôi nói là muốn bán lại cái máy này cho ông chủ trước đó. Anh nói cái gì? Nghĩa là nếu như có người đến mua máy, nó ra được lai lịch của máy này thì bán bao nhiêu cũng được. Cảm ơn ông chủ. Ok, cô Thi nhìn qua đây, nhìn qua đây. Ok, được rồi, được rồi. Nè nè, phải phải, ok. Ok, bây giờ Trung sẽ đứng ở giữa. Phải rồi, đứng sát vô chút nữa. Được rồi, chuẩn bị nha. Ok, tốt lắm. Thêm một tấm nữa nha. Ok, tốt.
Tốt, một lần nữa. Thôi được, nè qua bển ngồi đi. Hai bên cầm qua lên nha. Chuẩn bị, chụp nha. Ok, chuẩn bị. Đứng sát vô một chút. Rồi, thêm một kiểu nữa. Phải rồi. Phải rồi. Phải rồi, được rồi. Nè, chụp nha. Ờ, rất tốt. Sinh nhật vui vẻ. Anh coi em mua gì cho anh nè. Sao hả? Anh thích không? Cái máy này từ đâu mà có vậy? Thì em mua về đó. Anh biết không, đáng lẽ giá tới 10.000, nhưng mà em năn nỉ ông chủ một chút, ông bán cho em có 5.000 hả? Có rẻ không? Anh làm gì vậy? Anh cứ... Anh làm gì vậy? Bộ anh không thích máy chụp hình này hả? Có phải không? Có chuyện gì? Tại sao anh không chịu nói sớm cho em biết chứ? Em biểu anh nói làm sao đây chứ? Nói ra thì em có tin không? Lúc trước anh nghĩ chuyện này chỉ là có trong phim thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Anh phải nghĩ ra cách gì chứ? Đáng lẽ anh muốn trả cái máy này lại cho khổ chủ, cho nên mới mang tới công viên trả lại cho họ. Không ngờ chờ hoài không gặp. Anh điên rồi sao? Chờ hoài kiểu này đâu có được đâu. Cho nên là anh mới bán nó đi. Không ngờ bây giờ em lại mua về. Em đâu có biết là có nhiều chuyện như vậy. Thôi không được. Nghĩ lại cái máy chụp hình này thiệt là quỷ quái. Để bỏ nó đi cho rồi. Thực ra tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Anh cứ, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Anh đừng làm em sợ mà. Có chuyện gì? Anh cứ. Anh cứ à? Anh cứ. Anh làm cái gì vậy? Hả? Anh định làm cái gì đi? Nè. Mình phải ngồi đây đợi tới lúc nào? Nếu họ không tới, mình phải ngồi đây chờ đến hết kiếp sao? Hay
hay là em đi mua nước uống nha. Tôi đã chờ hai người lâu rồi. Tại sao tôi lại xuất hiện trong hình của hai người? Tại sao phải đi theo tôi chứ?